Hello, xin chào tất cả các bác và anh em nhé. Chào mừng các bác đã quay trở về với kênh YouTube của em Tuấn Audio. Thì ngay về cái phần mở đầu video, bên cửa hàng em cũng đã test một đoạn âm thanh để gửi tới các bác và anh em rồi. Để các bác nghe được cái chất âm của cái dòng loa, đặc biệt là đến từ cái thương hiệu là GT Party House. Với cái mẫu loa thì ngày hôm nay em cũng sẽ giới thiệu chi tiết về cái phần nội thất bên trong và cái kiểu dáng bên ngoài. Thì đầu tiên cũng rất mong được sự ủng hộ của các bác và anh em đi qua ủng hộ cho bên cửa hàng, em xin một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều. Với cái sản phẩm ngày hôm nay này thì đầu tiên chúng ta phải nói đến cái phần thiết kế từ bên ngoài của một chiếc loa. Đấy, đầu tiên là mặt e căng thì các bác có thể thấy là được trang bị là hai cái lớp, một lớp bên ngoài, lớp mặt e căng mặt sắt hình tổ ong các bác nhá. Hình tổ ong rất là đẹp mắt. Về phần phía bên trong thì cũng đã được trang bị thêm là những cái lớp vải, những cái lớp vải để chắn bụi. Đó là về cái phần e căng ở bên ngoài. Tiếp theo là về kiểu dáng thì về kiểu dáng của cái thùng loa được trang bị là kiểu dáng thùng cân. Thùng cân các bác nhá. Và bên sườn thì các bác có thể thấy là được trang bị thêm là những cái phần thiết kế là những cái ốc để người tiêu dùng có thể là trang bị những cái giá treo loa. Đấy, treo dọc cũng được mà treo ngang cũng được các bác nhá. Và đây là cái mẫu thiết kế của cái dòng loa Party House. Cái dòng này thì làm được cái lớp sơn này rất là đẹp cũng như là chắc chắn. Đây là một trong những cái con hàng bãi mà bên em ưng ý nhất. Đó. Nói chung là về đến tay khách hàng thì bên em cũng sẽ cố gắng để làm sao là anh em sẽ nhận được cái dòng sản phẩm tốt và chất lượng nhất có thể. Và đây là cái phần hậu đằng sau của một chiếc loa. Những cái thông số kỹ thuật của một chiếc loa thì nhà sản xuất họ cũng đã ghi đây rồi. Với mã là GT Party House C12. Con này công suất khởi chạy là 350W và max công suất là 700W. Điện trở kháng ở mức là 8 ohm. Độ nhạy sensitivity của nó lên đến là 96 dB các bạn. 96 dB. Đó. Bên dưới thì các bác có thể nhìn thấy hai đường input và đường ninh. Về cái phần hậu sau này thì được trang bị cũng khá là đẹp mắt các bác nhá. Rất là đẹp mắt. Ở đây một chiếc loa bãi mà đến bây giờ thì thiết kế nó vẫn còn khá là nguyên vẹn, cũng không bị không bị quá nhiều xước xác. Lớp sơn thì cái dòng này là dòng sản xuất tại Trung Quốc nên là nhìn rất là đẹp các bác. Dòng loa bãi. Rồi và đấy là cái phần vỏ bên ngoài của một chiếc loa bãi Party House. Và đây là củ từ này. Với thiết kế của loa bãi Party House thì từ là từ 170. Thiết kế từ 170. Côn là côn 75 các bác nhé. Từ 170 côn 75. Và một trong những kiểu dáng thiết kế rất là đẹp. Về bên trong thì vẫn nhện là nhện màu canh dán cho các bác và anh em. Về cái dây nhôm dẹt thì được trang bị là hai tầng dây nha các bác nhá. Được thiết kế rất là bắt mắt, rất là đẹp mắt. Về phần mặt trước của loa thì các bác cũng có thể nhìn thấy ở đây là được trang bị là lớp gân vải màu xám và kèm với đó là ba đường gân xếp. Ba đường gân xếp các bác nhá. Bát rất là chất lượng. Về cái bên trong nội thất của cái bát thì các bác có nhìn thấy là đầu tiên là cái bông tiêu âm. Cái thứ hai là về bên trong những cái bộ phân tần này. Đây là cái phân tần của cái dòng loa Party House các bác nhé. Phân tần của loa Party House. Nói chung là trang bị khá là kỹ càng. Dòng loa bãi chất lượng mà. Ngay từ cái dây tín hiệu các bác có thể nhìn thấy cái dây tín hiệu nó rất là to. Tạo nên một cái độ chắc chắn cho cái cặp bát. Còn đây này, củ chép của chiếc loa. Củ chép về cái họng kèn thì khá là chất lượng. Đây là mẫu chép neo các bác nhé. Chép neo của Party House. Đằng sau thì cũng có cái tem. Tem này không thể nào bóc được. Tem này họ in hẳn luôn vào cái củ chép để tránh cái tình trạng là anh em làm giả, làm fake, làm pha ke nhé. Đó. Các bác nghe tiếng cậy của em không? Rất là chắc chắn phải không ạ? Đó đây là cái mẫu nhận dạng dễ nhất để anh em có thể là biết được đâu là hàng chất lượng và hàng pha ke. Nó về phía đằng hông sườn thì cũng đã được trang bị thêm những cái mã vạch, những cái thông số của cái
củ chép neo này. Nếu anh em có thể nhìn thấy này, rất là chất lượng nha các bác nhá, rất là chất lượng. Đây là con hàng bãi tốt nhất từ trước đến nay. Về phía bên củ chép thì anh em cũng có thể là thấy ở đây những cái lớp bông tươm khá là dày, dày tầm 5 cm, rất là chắc chắn nha các bác nhá. Và với cái dòng sản phẩm này thì được trang bị là lỗ thoát hơi ở đằng trước với hai ống thoát hơi này, lỗ bát nhìn cũng khá là bắt mắt cho cái cặp bát đến từ thương hiệu là Party House. Và hiện tại giá của cửa hàng bên em Tuấn Audio đang bán cái dòng sản phẩm này, một cặp loa Party House bán với giá là 9.500.000 các bác nhá, 9.500.000 thôi. Thế nên là những anh em nào đang quan tâm đến dòng sản phẩm loa bãi chất lượng đấy, và là loa chính hãng nhá, thì hãy nhanh tay liên hệ đến số điện thoại của em Tuấn Audio 0974251246. Bên em sẽ hỗ trợ cũng như tư vấn cho các bác mua hàng một cách nhanh nhất, dễ dàng nhất. Rồi, cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm video. Đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những cái video lần sau của bên em nhé.